Dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của năm học 2021-2022. Chính vì vậy, sự chủ động, linh hoạt của các địa phương sẽ là giải pháp để đảm bảo các mục tiêu của năm học khó khăn này. Tại huyện Quảng Điền, ngay sau khi tình hình dịch bệnh tạm lắng, nhiều giải pháp điều chỉnh kịp thời đã được thực hiện để có thể tổ chức đón các học sinh quay trở lại với việc học trực tiếp. Trường Trung học cơ sở Đặng Dung, huyện Quảng Điền có 19 lớp học với 724 học sinh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, công tác phòng chống dịch được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt. Học sinh đến trường phải đeo khẩu trang và thực hiện khử khuẩn giãn cách. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 41 em đang ở trong vùng phong tỏa thuộc xã Quảng Vinh chưa được đến trường. Với mục đích vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo kế hoạch dạy và học cho học sinh, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Giáo viên chủ nhiệm là thường xuyên liên lạc những cái thắc mắc của học sinh mà trong quá trình tiếp thu bài mà không hiểu thì có thể là hỏi trực tiếp của giáo viên. Và trường đã bố trí đó là một cái phương án là trong quá trình dạy thì giáo viên là trực tiếp dạy trên lớp bình thường, đồng thời là bố trí thêm camera, mic Bluetooth, và các em ở khu vực phong tỏa đó thì có thể tham gia học bằng Google Meet và có thể tương tác trực tiếp với giáo viên như học trên lớp bình thường mà chỉ các em là không đến trường. Trên địa bàn huyện Quảng Điền hiện có 45 trường học với khoảng 15.600 học sinh. Diễn biến dịch bệnh phức tạp, ngành giáo dục của huyện gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 32 trên 45 trường tổ chức học trực tuyến. Trong quá trình dạy học trực tiếp cũng như dạy học online thời gian vừa rồi trong mùa dịch bệnh thì vẫn có đến 10% học sinh là không thể tham gia học được các loại hình. Ví dụ như các em là thiếu dụng cụ, những em mà đang nằm trong cả khu cách ly, chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các trường là lập danh sách, và sau khi mà nếu của dịch sẽ trở lại bình thường thì chúng tôi sẽ tổ chức tại các trường tổ chức để ôn tập lại rồi là dạy lại cái kiến thức các em để đảm bảo cho kiến thức của các em trong cái thời gian sắp đến. Tuy nhiên, để đảm bảo chương trình dạy và học, nhiều trường học trên địa bàn đã nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp dạy và học thích ứng với tình hình thực tế nhằm đảm bảo kiến thức và an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh, ngay cả thời điểm nhà trường được trưng dụng làm khu vực cách ly. Trong thời gian mà các cháu cách ly tại trường á, thì các cháu vừa cách ly vừa thực hiện thêm cái công việc học tập online, và thầy cô giáo thực hiện cách ly ở đây cũng làm công việc giảng dạy. Sau khi mà thấy tình hình là có ổn định thì chúng tôi đã cho các trường đi học lại đó. Và đến nay thì 32 trường trên tổng số 45 trường đã đi học lại, là ở các trường ở vùng cấp độ 1 và cấp độ 2 là vùng xanh và vùng vàng đó. Thì kèm theo đó là huyện là cũng ban hành các cái văn bản để mà tăng cường cái quản lý kiểm soát phòng chống dịch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hàng nghìn học sinh của 240 trên 569 trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không thể đến trường. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường học linh hoạt xây dựng phương án kết hợp giữa dạy trực tiếp và dạy trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Đồng thời, các trường cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong nhà trường.